Rồi, xin chào cô chú anh chị thì uh, bên em còn uh, vài chục cái uh, lọc nguồn lọc nguồn ac 250V ha thì bữa nay uh, lên lô thanh lý giảm giá luôn thì uh, lọc nguồn này thì đa số là của nectokin nectokin là của uh, nhật nha đây nhưng mà nó sẽ có hai loại một là made in japan và made in china Đó, đây như nè cái này là nectokin 250V AC 15A Made in Japan Cái loại Made in Japan này chỉ có 15A thôi ha cô chú anh chị Cái này là bây giờ em bán 150k một cái bao phí ship Đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái Hiện tại loại Made in Japan có 12 cái 250V AC 15A Đó. 12 cái Và cũng là Nectokin nhưng mà made in China tại nó đặt nhà máy ở China ha thì loại này nó có cả 15A và 20A thì cái này em bán 100k một cái bao phí ship ha đây là 250V 20A Đó. À... cũng là 20 luôn mấy cái nhỏ nhỏ nó sẽ 15A 20 luôn đây nè giống như cái nhỏ này nè cái nhỏ này là 15A nè. Rồi anh chị nào mà làm bên điện tử hay là gì đó cần cái lượng hết cái lô này thì có thể em sẽ bán hết lô giá sỉ luôn. Còn cô chú anh chị nào mà mình mua gia đình xài lẻ một hai cái thì đó giá em có rồi. Made in Japan thì 120k bao ship. Made in China thì là 100k bao phí ship ha còn được vài chục con thì cô chú anh chị xả hết lô để kiếm tiền tết ha rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha